trả lời thì cũng nói luôn như thầy nha. Rồi câu đầu tiên là một câu rất dễ. Người gì đó thì không thể thấy, vì vậy nó sẽ khó khăn hơn cho họ, kiểu như là chăm sóc bản thân họ. Câu này người gì các bạn? Người gì mà không thể thấy? Câu người gì? Người mù quá đơn giản, chọn thầy câu A. Cái này dễ quá rồi. Tiên vô phải không? Trường Dương vừa mới vô. Đây, ở đâu rồi? Thầy ơi. Ừ, hỏi đi em, nói đi. Con Tiên nó thi lại môn nghề. Nó thi lại hả? Ui cha. Không, ý bữa đó nhà nó mạng nó bị gì giờ nó ok, thi. Rồi ok, không sao. Rồi, câu số 2. Many children with my gì đó are integrated in general education. Các bạn cứ thấy nhiều trẻ em mà với cái gì đó, các bạn chọn cho thầy cái gì luôn. Đó, cái nhớ thầy mà cái từ nào quen thuộc chọn thầy A B C D. Trẻ em mà với cái gì đó chọn thầy gì luôn. Nhớ mặt chữ luôn thầy. Bởi vì đề thi chắc chắn sẽ ra phần unit 4 unit 5 những từ quen thuộc chọn thầy A B C D rẹt rẹt luôn. With gì đấy? Những trẻ em mà bị khuyết tật á các bạn. Bài unit 4 toàn là khuyết tật không à. Cho nên chọn thầy có gì A B C D. D. Một bạn D. Các bạn khác là như thế nào? D. Ừ, quá đơn giản, cứ nhớ thầy with disability, rồi trẻ em with disability thầy. Chọn thầy câu D. Để chưa, nhiều trẻ em mà bị khuyết tật nhẹ, chỉ mai không biết bị khuyết tật rồi, rồi là này đang gì đây, kiểu như là hòa nhập tốt, hòa nhập vào cái giáo dục chung, giáo dục chung được chưa bạn? Đó thì thầy có integrate, đó chính là hòa nhập, thầy dạy các bạn rồi, hòa nhập vào, chọn thầy chỉ in cho thầy nha, hòa nhập được chưa? Rồi từ này dạy hết rồi, nói chung là từ vựng dạy hết rồi nhé các bạn, không có từ vựng là nhiều, nhớ thầy. Many children with disabilities. Rồi tiếp tục câu số 3. Cái công ty nó đã làm gì đây? Đó cái từ nào quen thuộc quẹt thầy. Công ty có tiền nè, thầy chọn thầy câu gì luôn. Nhắm mắt làm cũng được. A B C D chọn thầy câu gì? Cái công ty nó đã gì đấy? Hơn 30.000 bảng Anh cho những cái tổ chức từ thiện địa phương, chọn thầy câu gì? Có. Câu B. Đúng rồi. Đồ này là gì các bạn? Đồ này là gì? Mình làm gì đấy? Đồ này là gì? Đúng rồi, quyên góp, quá đơn giản. Động từ là quyên góp nhé các bạn. Danh từ là sự quyên góp, donation. Được chưa? Câu này có động từ mà hiện tại hoàn thành. Là tại sao dùng hiện tại hoàn thành? Bởi vì tới giờ vẫn còn đóng góp. Và nó thêm một cái này, tạo cái gì đó với số lượng bao nhiêu, dùng hiện tại hoàn thành. Ví dụ, tới bây giờ công ty nó đã gọi là quyên góp được 30.000 đô. Hoặc là gì? Tôi tới nay đã làm được 3 bài tập. Hoặc là gì? À, mẹ ơi con đã làm, con đã gói được 3 cái bánh tét rồi nè. Là có thể là mình còn gói nữa. Cái gì mà tạo ra gì đó với số lượng bao nhiêu, dùng hiện tại hoàn thành cho thầy. Rồi sang học kỳ 2 các bạn sẽ học thêm hiện tại hoàn thành thực diễn. Mà hai cái đó hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành thực diễn nó dễ lắm. Rồi sau cái học sẽ học kỳ 2 các bạn sẽ học. Chọn thầy câu B. Được chưa? Đó donated. Rồi, câu số 4. The gì đó để thầy con còn làm không? À cái này cũng dễ. Cái từ nào quen thuộc quẹt luôn cho thầy A B C D mấy đó. Còn cái thầy câu. Câu. Này có ASEAN này, chọn thầy câu. Okay. Một bạn chọn C. Các bạn khác C. C. Các bạn khác nữa. Coi kỹ lại chưa? Coi kỹ lại chưa? Coi kỹ lại chưa? Nói gì nói thì cũng phải đọc từ đầu tới cuối. Nói gì nói cũng phải đọc lại từ đầu tới cuối. Có thể chọn lại được nè. Làm xong phải coi lại. Một bạn chọn B. Các bạn khác chọn khác cho thầy đi. Thầy nói như vậy thôi chứ nó cũng phải coi từ đầu tới cuối. Được chưa? Cái gì đó mà nó chứa content là chứa các bạn, content là chứa đựng, chứa hình ảnh và thông tin về nhiều quốc gia ở trong ASEAN thì nó có phải là cái charter không? Có phải là cái gọi là hiến chương không? Không, hiến chương là những cái luật pháp rồi, cho nên là chọn OC đó vẫn chưa ổn. Đó cho nên thầy nói đó, thầy lừa các bạn đó. Thấy từ nào quen quen nhưng cũng phải coi lại cái câu hỏi. Được chưa? Mình kiểu như là mình nhắm mắt mình chọn cái từ nào quen khi nào? Khi mà mình không còn thời gian, khi mà câu đó nó khó quá mình không biết làm gì hết trơn á thì mình mới chọn. Còn này mình có biết nghĩa mà hình ảnh và thông tin mà chắc chắn đó là cái gì các bạn? A B hay là D? Câu. Câu đi. Ai biết? Không biết luôn hả? Lũi ý. Câu. B. Một bạn con D, bọn B. Câu này phải là cái brochure. Thầy đã từng dạy các bạn chữ brochure thôi, dạy rồi đúng không? Brochure đó chính là cái gì? Đó chính là cái tờ quảng cáo, cái tờ thông tin. Nó chứ brochure là cái tờ thông tin. Giống như hồi bữa thầy dạy các bạn đó chính là cái gì? À, một cái trung tâm tiếng Anh đó mà tới thì chắc chắn người ta sẽ đưa cho các bạn một cái brochure. Một cái brochure nó sẽ bao gồm những cái thông tin nè, những thông tin học phí nè, rồi thông tin khóa học nè, được chưa? Học xong cái khóa học nó sẽ được gì nè.
được chứ bạn. Đó, nó sẽ cho thông tin chi tiết là ví dụ như là trang web, website là gì và Facebook là gì, fanpage Facebook là gì đó, cứ gọi là những cái brochure, được chưa? Hồi bữa thầy cho coi rồi má, được chưa? Thầy chọn thầy câu D, brochure đó, chưa gì bị lừa rồi đó. Rồi kịp ha. Rồi tiếp tục câu số 5. Câu số 5. Câu số 5 là một câu khó ha. Là ASEAN, những cái quốc gia ASEAN có một cái mối quan hệ gì đó với những cái quốc gia khác trên thế giới. Câu này chọn gì? Các bạn không biết nghĩ các bạn loại bỏ thôi. Các bạn không biết nghĩ các bạn loại bỏ thôi. Chọn thầy nè, sai cũng được. Sai cũng được các bạn. Ủa chọn gì? Chọn Yến. Một bạn chọn C. B. Một bạn chọn B. Dạ xe. Một bạn chọn C. Các bạn khác thì như thế nào? B. Một bạn chọn B. Bạn nào chọn khác Cộng không? D thôi. Một bạn chọn C nữa. Rồi các bạn nào chọn khác không? Nhưng mà cái này để tôi coi thử như coi cái bài này thật sự là nó có ra trong đề thi hay không mấy đứa, để coi, bởi vì không không nhớ là cái câu này có nằm trong sách mấy đứa không. Have official relationship, solemn relationship, cái câu này mình không thể dùng chữ accessible được các bạn. Accessible là gì các bạn? Thầy dạy các bạn rồi, accessible là gì? Accessible thầy từng dạy các bạn là gì, ai nhớ? Thầy có access to the internet là gì? Kết nối. Có thể truy cập được, kết nối internet thì accessible là gì? Có thể kết nối, được chưa? Có thể kết nối, được chưa? Đó, còn chữ official gì đó chính là chính thức, được các bạn. Official là chính thức gì đó các bạn coi nè, official relationship, cái mối quan hệ chính thức, được chưa? Đó thì nó có ổn không, là những cái quốc gia Đông Nam Á thì có mối quan hệ chính thức đối với gọi là những cái quốc gia khác khắp thế giới, được chưa? Đó, ok. Còn cái chữ solid thì nó hơi khó một chút xíu, mà thầy không nhớ là ở trong sách mấy đứa có chữ solid hay không, cho nên câu này thôi bỏ đi, câu này chọn thầy cũng sẽ câu C hay câu D ta, bởi vì chữ solid nó cũng mang nghĩa là trang trọng, trang nghiêm. Trong sách thì chắc là kiểm tra lại rồi, con này chọn câu D đúng rồi đó, chọn câu D. Không biết là trong sách đó mấy đứa có chọn có chữ solemn hay không, bởi vì chữ solemn nó là trang trọng, nghiêm trọng, trang trọng hoặc là chính thức các bạn, được chưa? Thì để thầy nhớ là coi official relationship ha. Nếu mà official nó phải là unofficial các bạn, nó phải là unofficial nó mới phù hợp, mà cái này không có chữ un cho nên chọn thầy câu D, solemn relationship, cái mối quan hệ gọi là nghiêm túc hoặc là những cái mối quan hệ chính thức với những quốc gia khác ở trên thế giới, thì câu này khó quá, bỏ đi. Rồi câu số 6 là một cái bài về từ vựng rất là quen thuộc, nằm trong bài Unit 3 đó, thì chọn thầy cái gì, cái từ nào cũng quen thuộc thì chọn thầy luôn nè, A B C D thầy nè, quá dễ luôn. Câu B các bạn khác như thế nào, các bạn khác nè, các bạn khác thì như thế nào nè? Dạ câu B. Quá đơn giản. Reliable là gì? Đáng tin cậy. Thì dịch về nghĩa rồi. Trở nên độc lập, tự lập kể từ khi còn nhỏ đã khiến cho Mark trở thành một cái con người đáng tin cậy. Anh ấy được tin, được chưa? Anh ấy được tin cái bị động bạn. He is trusted to do everything well. Được được tin là làm mọi thứ tốt, reliable, đáng tin cậy. Được chưa? Rồi câu số 7 quá dễ, chọn thầy luôn, rẹt rẹt luôn nè các bạn. Câu số 7 rẹt rẹt luôn. À, romantic relationship, nhanh gọn. Được chưa? Đôi khi một mối quan hệ tình cảm yêu đương á, có thể có những cái tác động tiêu cực đối với cái gì đây? Cái sự hiệu quả công việc của mọi người. Relationship, romantic relationship. Rồi tiếp tục câu số 8. Children tend to be gì đó khi mà chúng bị gì đây? Khi mà chúng gọi là bị hiểu nhầm bởi bố mẹ. Câu này gọi là gì đây? Thì chắc chắn là trẻ em mà bị hiểu nhầm thì chắc chắn tụi nó sẽ như thế nào? A B C D câu. Upset là gì, là gì? Buồn bã. Ừ đúng rồi, buồn bã thầy dạy các bạn rồi, để chưa? Respectful là tôn trọng nè, decisive là gì, quả quyết. Đề thi đã xuất hiện trong học kỳ 1 là giữa kỳ rồi cho nên không ra nữa đâu. Decisive là quả quyết nè, upset là buồn nè. À, con study là bỏ đi, chọn thầy câu upset. Rồi đề thứ hai, câu số 1.
cái chính sách đó chính là gì đó, học sinh với những cái nhu cầu đặc biệt into này đó, cái chữ into thì chọn thầy câu gì luôn, a b c d rẹt rẹt thầy luôn nè. Cái chính sách đó chính là làm cái việc gì đây đó, chọn thầy a b c d, từ nào quen thuộc thì chọn thầy luôn, vừa mới nói luôn á, chọn thầy câu câu gì nè, chọn mấy đứa chọn ý, thấy từ nào quen thuộc thì quẹt thôi. Yes, một bài chọn C, hai bài chọn C, đúng rồi, chính xác đó, chọn thầy câu C để chơi. Integrate into là hòa nhập, kiểu như là giúp cho trẻ em hòa nhập vào những cái môi trường bình thường, được chưa? Đó. Rồi, câu số 2. The center, cái trung tâm nó cho những cái hoạt động, các bạn nhớ chữ offer là chữ cho nha mấy đứa. Offer là cho. Cái trung tâm nó cho những cái hoạt động cho mọi người. Nó cung cấp hoạt động cho mọi người. Whatever, dù cho tuổi hay là những cái điều kiện về gì đấy. Đó, dù cho tuổi hay là dù bạn có trẻ hay già hay ốm hay mập gì đó, hay là về những cái điều kiện về cái gì đó, thì câu này chọn gì? A, B, C, D, câu này không khó nha. A, B, C, D chọn thầy coi. Những cái điều kiện về thể chất chọn câu gì? Câu gì? Ừ, chắc chắn rồi. Những cái điều kiện về thể chất, dù bạn có bị khuyết tật hay là bạn bình thường thì bạn cũng vẫn cho vào, được vào. Được chưa? Physical condition, nhớ thầy. Những cái điều kiện về thể chất, về tay chân này nọ, kiểu về cơ thể. Được chưa các bạn? Rồi, câu số 3 dễ nè. The charity is appealing for gì đó to take elderly patients to and from hospital. Được chưa? Câu này chọn gì đây? Chọn một bạn chọn A. Các bạn chọn khác nè. Cái từ thiện mà đúng không? Cái từ thiện nó làm gì đó cho ai đó, dắt những cái bệnh nhân già gọi là qua lại cái bệnh viện, được chưa? Thì ai sẽ là giúp những người già? Ai? Quá dễ luôn. Volunteer. Đúng rồi, volunteer. Volunteer, nhấn vô âm tiếng thứ ba nha. Volunteer. Đó, thì cái tổ chức từ thiện này nó thu hút những người tình nguyện, được chưa? Tình nguyện viên chăm sóc, dắt những người già tới bệnh viện, được chưa? Đó, qua lại bệnh viện, được chưa các bạn? Đó, chọn thầy volunteer. Đừng chọn có organizer, bởi vì organizer là người tổ chức rồi. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 4 nè. Indonesia is the biggest gì đó among Asian countries với GDP là nhiêu đây? Được chưa? Đó thì cái này là cái gì các bạn? Là cái gì? Là cái gì lớn nhất các bạn? Quá dễ luôn. Chọn thầy câu. Ừ, cái nền kinh tế mạnh nhất, được chưa? Đó, lớn nhất trong khu vực. Được chưa? Rồi tiếp tục. Câu 5, cái thấy từ nào cũng quen thuộc thì chọn thầy luôn. Giống như là Thái Lan thì cái vương quốc Campuchia nó là gì đó bởi một người vua, quá dễ luôn, chọn thầy câu. À, được điều hành, đúng các bạn. Đó, điều hành. Được chưa? Đó, họ được cầm quyền. Là điều hành hoặc cầm quyền, chọn thầy câu A, govern. Cứ thấy từ nào quen thuộc thì chọn. Nhưng mà thầy nói rồi, cũng thấy là quen thuộc nhưng mà phải coi kỹ lại cái câu hỏi nha. Rồi, tiếp tục câu này. Câu này là một câu cũng khó nè. Câu này chọn gì đây? Cái gì đó giúp bạn có những kỹ năng mà nó hữu ích cho cái sự cuộc sống độc lập của bạn trong tương lai. Một bạn chọn gì? Interference là gì em? Cái sự gì đấy? Em là câu B hay câu C? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái association là gì các bạn? Cái sự association là gì? Association là gì? Cái hiệp hội thì nó có liên quan không? Không. Được chưa? Câu B, interference là gì các bạn? Interference là cái sự gì? Can thiệp. Cái sự can thiệp. Đúng rồi, đây chính là cái sự can thiệp. Được chưa? Đó, rồi câu B. Câu C, housekeeping là gì? Housekeeping là gì? Housekeeping là gì? Ủa xí, housekeeping là gì? Cái gì? Cái gì em? Dọn phòng. Không phải dọn phòng em, dọn dẹp nhà cửa, được chưa? Giữ nhà. Được chưa? Mình làm việc nhà nói chung đó. Ổn không bạn? Ổn mình nghĩ không? Ổn mình nghĩ không? Ổn không? Ổn. Ổn thì chọn thầy câu C. Được chưa? Bởi vì cái việc mà dọn dẹp nhà cửa
mình giữ nhà này nọ, kiểu nó sẽ giúp mình có những kỹ năng mà nó có ích cho cái cuộc sống tự lập của mình sau này trong tương lai. Cái bài này trong cái bài unit 3 các bạn, thì cái câu A và câu B nó nằm trong unit 5 rồi, nó không liên quan, được chưa? Đó rồi câu 7 với thầy nè. Ủa câu 7 làm chưa? Rồi câu này cũng dễ này, làm thầy luôn, là khiến cho trẻ em như thế nào đó khi mà nói chuyện với bạn và chúng sẽ chia sẻ mọi thứ với bạn, thì khiến cho trẻ em nó phải như thế nào đây? Quá đơn giản, chọn thầy câu gì? A B C D, quá dễ luôn. Ừ câu D, thoải mái, được chưa? Đó, nhớ thầy mặc chữ luôn nha, tí nữa thầy gửi đề cho các bạn nha, ai muốn in thì in rồi để mai mình kiểm tra. Rồi câu số 8, paying attention to your children gì đó có thể giúp bạn đoán được là tụi nó đang nghĩ gì. Cái gì đây? Quá đơn giản luôn, chọn thầy cái gì? Là quan tâm tới cái gì của trẻ em đó, chọn thầy A B C D. Cái gì đây ta? Cái gì? Ừ, cái thái độ, đúng không? Đó, cái hành vi hoặc cái thái độ. Chọn thầy cái attitude, đó chính là cái thái độ. Được chưa? Hoặc cái hành vi. Cái này thầy dạy cái hành vi đi. Quan sát cái hành vi của trẻ con trẻ của bạn có thể giúp bạn đoán được tụi nó đang nghĩ gì. Được chưa? Rồi xong những bài trắc nghiệm này nha. Tí nữa còn nhiều lắm bạn, còn nhiều bài lắm, yên tâm. Được chưa? Còn cái bài số 3 này, 1 2 3 này là bắt các bạn sử dụng những cái modal verb. Đầu tiên, have to. Thứ hai là must. Thứ ba đó chính là cái gì, để thầy coi, should, được chưa? Đó, và các bạn thầy nói lại, have to là gì? Là phải, được chưa? Phải làm một cái việc gì đó, nhưng mà mình sẽ sử dụng đối với trường hợp nào các bạn? Đó chính là những cái trường hợp về quy tắc, quy luật, quy luật, những cái quy luật, những cái quy định, được chưa? Nó mang tính khách quan. Giờ sự khác biệt giữa have to là must là gì? Mang tính khách quan thì mình bị tác động bởi những cái quy tắc, những cái quy định. Ví dụ, hồi bữa thầy nhớ cái đề thi giữa kỳ, trước khi mà thầy dạy mấy đứa lúc nào cũng nói cái vụ mà mặc đồng phục, nó luôn luôn phải dùng have to thầy, dùng chữ must vẫn được, nhưng mà trường mấy đứa bắt dùng chữ have to. Được chưa? Trước khi dạy là lúc nào phải dùng have to, đề thi mấy đứa chọn thầy chữ must. Ôi cha, nó đau lòng dễ sợ luôn. Đúng không các bạn? Have to là gì? Quy luật, quy định, quy tắc, hoặc là gì? Những cái mà tác động. Ví dụ giờ tôi phải bắt xe lên Sài Gòn, bắt xe lên Đà Lạt để thăm người yêu của tôi, bởi vì mình không còn cái gọi là không còn cái khả năng nào khác, mình không còn lựa chọn nào khác, là gì? Nó do cái tình huống ở bên ngoài nó tác động vào. Còn chỉ mới gì mình phải, ví dụ như là gì? Ủa, nó đang nói về cái gọi là về bản thân mình, được chưa? Nó mang yếu tố chủ quan. Ví dụ là giờ tôi mập quá cho nên tôi phải đây, tôi phải giảm cân. Đó chính là cái ý kiến của mấy đứa, là hoặc là cái gọi là cái quyết định của mấy đứa, nó không có bị cái quy luật, cái quy luật hay là cái quy định này nó áp đặt mấy đứa, thì dùng chữ must. Được chưa các bạn? Đó, ok ha, hiểu được chưa các bạn? Đó, hoặc là gì, nếu mà bạn muốn gọi là học, các bạn muốn đạt điểm cao thì bạn phải học bài, là cái chủ quan của bạn, bạn phải học bài. Hoặc là gì, tôi muốn đạt điểm cao thì tôi phải học, chủ quan của mình. Được chưa? Nhưng mà thầy nghĩ đề thi nó không ra khó tới vậy đâu. Được chưa? Nếu mà ra thì ra chỉ gì? Mersin là không được, là cấm, đúng không các bạn? Mersin là cấm luôn á, không được. Không được. Đúng không các bạn? Đó, đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với đối với trường hợp là gì? Are not, be not allowed to. Là chưa? Be not allowed to hoặc be not permitted to. Nè. Be not allowed to hoặc be not permitted to, được chưa? Không được cho phép, thì các bạn coi cái thì thường là hiện tại đơn, thường là hiện tại đơn, được chưa? Đó, ok ha, bữa phần này dạy hết rồi. Ờ trời ơi, rồi câu số 1 các bạn làm thầy ha, điền thầy chữ you, chữ talk hay là chữ go, được chưa? Sử dụng thầy chữ gì đây? Chữ how to, chữ must hoặc là chữ should, có thể trường hợp phủ định nha các bạn. Đó, được chưa? Câu số 1, you gì đó bác sĩ, tôi chắc chắn là anh ấy sẽ có những cái lời khuyên tốt cho cái cơn đứng đau lưng của bạn, được chưa? Thì bạn gì đây? Bác sĩ của bạn, chắc chắn là chữ đi bác sĩ rồi, nhưng mà câu này chọn gì? How to, must hay là should, hay là phủ định gì không? Chọn thầy có gì đây? Bạn gì đấy? Người ta đang làm gì đấy? Bạn gì? Bạn must. Nãy giờ hai bạn bạn must đúng không? Hoặc should chứ, mà đang khuyên mà. Tôi chắc rằng anh ấy sẽ có những cái lời khuyên tốt cho bạn mà. Phải suốt cho thầy, người ta đang khuyên rõ ràng mà. Còn mốt là người ta ép luôn rồi, sao mà you must go được? Không được. Được chưa? Đó, bạn phải là không được.
Được chưa? Cái này không được các bạn. Các bạn phải dùng you should go to the doctor cho thầy. Được chưa? Chưa gì sáng sai rồi đó. Được chưa? You should go to the doctor. Rồi câu số 2. Employees in the company to work on time. It's a rule. Chọn thầy rẹt rẹt luôn. Câu gì? Yeah, have to. Rồi, have to gì đấy? Have to. Để tôi coi. À, talk cái này phải talk các bạn. Cái này phải talk rồi. You should talk to the doctor. Phải dùng chữ talk. Được chưa? Chứ người ta không dùng go to the doctor. Các bạn phải là meet the doctor hoặc là see the doctor. Hồi bữa thầy đã dạy các bạn rồi. Gặp bác sĩ dùng chữ see. See a doctor. Gặp bác sĩ nha các bạn. Không dùng go to thầy bị nhầm đó. Gặp bác sĩ. Gặp bác sĩ. Đưa một bữa đó con. Một khi mà gặp bác sĩ đó là động từ hành động rồi. Cho nên mình dùng tiếp diễn được. Mình dùng tiếp diễn để nói về một hành động trong tương lai có kế hoạch. Ví dụ, I am seeing a doctor tomorrow. Thì dùng tiếp diễn cái này. Được chưa các bạn? Bởi vì cái này tiếp diễn nói về tương lai chứ không phải nó đang diễn ra các bạn. Việc trong tương lai nữa. Ngộ quá ha. Hiện tại tiếp diễn nó lại nói về tương lai thì đó tiếng Anh đó các bạn. Được chưa? Đó, ok nha. Cho nên đề thi mà các bạn cứ thấy gì đấy, a doctor tomorrow, quẹt thầy hiện tại tiếp diễn, nhanh gọn. Cứ nhớ lại như vậy rồi. Rồi câu số 3 thì chắc chắn là gì rồi? Chắc chắn là chữ you rồi. Được chưa? Đó, nhưng mà cái này sẽ dùng gì đây? Cái gì đó, điện thoại di động khi mà ngồi trong phòng thi. Cái này phải chọn gì đây? Chắc chắn là chọn gì? Phải là must not. Viết thầy must not rồi cho nó chắc. Mustn't luôn khi các bạn viết sai chính tả. Must not ha. Must not you. Là thí sinh không được sử dụng điện thoại di động. Must not. Được chưa? Rồi, phần 3 là cái phần điền thì chia động từ cho nó phù hợp. Chia động từ cho phù hợp. Dạy hết rồi nha. Các bạn vui lòng coi lại những cái động từ nào thêm in, những động từ nào có to, những động từ nào nguyên mẫu. Được chưa? Câu số 1. Would you mind, sau mai động từ là gì ta? Sau mai động từ là gì? Thêm in. Sau mai động từ thêm in. Chữ mai mang nghĩa là gì các bạn? Chữ mai mang nghĩa là gì? Phiền. Bạn có phiền mở giúp tôi cái cánh cửa được không? Được chưa các bạn? Sau mai động từ thêm in. Các bạn không biết nghĩa, các bạn nhớ thầy sau mai động từ thêm in là được rồi. Rồi câu số 2. I can wait. Dạy rất nhiều lần rồi. I can wait gì đấy? I can wait gì đấy? To see. To see. Được chưa? Đó, I can wait to see her. So I can wait to see. Đề thi nó có thể ra như thế này các bạn. I can wait to see her. Câu này sẽ viết lại là gì? I expect to see her. Được chưa? Hoặc là I look for work to seeing her. Được chưa? Dạy rất nhiều lần rồi. Sau expect động từ có to, sau looking for to. To này là đang là giới từ cho nó động từ thêm in. Đó, tôi không thể đợi gặp cô ấy được nữa là gì? Tôi mong đợi, tôi đang mong đợi, mong chờ, mong đợi gặp cô ấy. Được chưa? Cái bài này có thể ra trong cái phần viết lại câu các bạn, có thể ra trong phần viết lại câu. Ủa mấy giờ học xong? 4 giờ học xong phải không? Hai lớp mình 2 rưỡi học tới 4 giờ. Hôm nay chủ nhật. Rồi ok. Rồi tiếp tục câu số 3. Kịp không các bạn? Ai chưa kịp không? Rồi tiếp tục câu số 3. The test will involve. Cái bài kiểm tra nó sẽ involve. Sao involve động từ như thế nào mấy đứa? Sao involve động từ như thế nào? Quá dễ. Nó mang nghĩa là gì Vy? Nhớ không em? Involve là gì? Nhớ không? Nó bao gồm. Bao gồm thầy nha. Cái bài kiểm tra nó sẽ bao gồm, được chưa? Trả lời những câu hỏi về cái bức tranh, được chưa? Đó, involve. Nó hoặc liên quan hoặc là bao gồm, tùy trường hợp cho nó động từ thêm in. Nhớ thầy sau involve động từ thêm in. Được chưa? Answering. Nhớ là lúc mà làm bài thì mấy đứa toàn lại để sai mấy câu gì đâu mà, toàn mấy ví dụ mà chính tả không mà, chi động từ này là cũng sai nữa. Ui cha, hồi bữa uổng quá, đưa thi giữa kỳ. Thầy sợ mấy đứa trúng tùm lum tùm la hết mà cũng để sai những cái gì đâu, quá đơn giản. Đó cho nên là rút kinh nghiệm lần này. Cái bài mà trước khi giữa kỳ á, trước khi mà thi ngày hôm sau thi á, thầy gửi bạn một video. Các bạn không chịu coi, thành ra mấy cái câu mà trúng trong cái đề thi nằm trong cái bài video của thầy. Uổng không? Uổng quá trời quá đất. Cho nên lần này rút kinh nghiệm tí nữa, thầy không còn thời gian thầy gửi video mấy đứa nữa rồi. Giờ thầy còn một tí nữa thầy dạy nhiều lớp lắm rồi. Thì tí nữa các bạn vui lòng coi lại, thầy có soạn trước, thầy có gõ máy ra cho các bạn trước, thì các bạn vui lòng coi giúp thầy. Được chưa? Để ngày mai mình thi cho nó trúng. Được chưa? Có thể là lần này không trúng nhưng kệ, mình ôn đi. Được chưa? Hy vọng là mình trúng đi. Được chưa? Rồi tiếp tục.
Cái bài này là những bài rất là dễ các bạn. Cái bài này đó chính là gì? Đó chính là cái câu câu chẽ, gạch chân cái câu chẽ nó dễ không? Quá dễ luôn. Mà những câu này mà cũng có bạn làm sai nữa chu cha. Lần đầu tiên để làm bài này thầy nhắc lại câu chẽ, đó chính là gì? Mình dùng it is hoặc là it was chấm 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 rồi chẳng ký tắt rồi viết lại thôi. Lần đầu tiên coi là coi gì? Coi cái này nó đang ở quá khứ hay là đang ở hiện tại. Coi ở quá khứ hay là ở hiện tại. Được chưa? Nếu mà đó có những cái gọi là những cái động từ khiếm khuyết ví dụ như là should hay là must hay là have to, được chưa? Hay là can, thì những cái này đang ở hiện tại. Đang ở hiện tại thầy nha, cho nên chia là chia it is. Được chưa? Đó, ok ha. Được chưa? Đó, nếu mà chia thì chia thầy chỉ it is luôn hiện tại thầy. Còn quá khứ thì quá rõ ràng rồi. Được chưa? Thì câu này viết lại như nào? Có đang gạch chân vào lúc 8 giờ thì viết lại thôi. Hiện như đây là đang câu hiện tại hay quá khứ? Hiện tại, we are nè, đang trong tương lai, thật ra là trong tương lai. Nhưng mà mình nói là gì? It is thôi. It is at 8 giờ am tomorrow, viết lại từ đầu tới cuối. Đó, được chưa? Rồi viết lại thôi. We are going to have a meeting chấm chấm tới chữ meeting thôi. Những bài này các bạn không viết lại bởi vì nó quá dễ rồi, chỉ cần nhớ lại thôi là được rồi. Được chưa? Coi có chỗ nào sai không? Phải có chữ that nha, không có là sai nha các bạn. Được chưa? Đó, đơn giản chưa? Quá trời đơn giản. Cái câu này dịch là gì? Chính vào lúc 8 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ có một buổi họp vào ngày mai. À, chúng tôi sẽ có một buổi họp. Được chưa? Cái gì thì going to là sẽ nè. Ok ha. Rồi câu số 2. Huy thật sự thích đọc những cái này, không biết nghĩa detect là gì thì kệ đó, viết lại thôi. Thì này thì gì đấy, hiện tại luôn, enjoy này, thêm s nè, còn gì nữa, it is luôn thầy, it is như vậy, is it nha các bạn, coi kỹ lại thầy, it is detective story, số nhiều kệ nó, không quan tâm, được chưa? That Huy really enjoys. Rồi làm xong rồi chip coi lại chính tả nó còn bị sai chỗ nào hay không, rồi gọi là thêm s đầy đủ hay chưa, chi thì đúng chưa, mà cái này đâu còn chi thì nhiều đâu, chỉ còn nó là quá khứ hiện tại thôi, quá dễ luôn. Chắc chắn ngày mai sẽ có một câu thì câu đó đảm bảo phải nắm chắc cho thầy làm được. Ủa, tự luận là mấy điểm mấy đứa, cái phần tự luận 5 câu là mấy điểm, tự luận 5 câu là mấy điểm ta, 2 điểm không, thầy nghĩ chắc 2 điểm ha, chắc một câu không phải 4 điểm rồi, Một câu không phải một câu không mấy, em không phải mấy, không phải ba hả, năm. một câu không phải 5 luôn hả, ghê vậy. Vậy bài 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 viết đó là ui dữ vậy ha, vậy không phải năm này mùa là 5 câu là 5 câu hay mấy câu ta, hay 10 câu, thầy nghĩ chắc nhiều hơn ha. 5 câu hả? 5 câu hả, là chắc là 2 điểm rưỡi hả, phải không? 2 điểm rưỡi dữ ha, thôi gán mấy đứa đấy, cũng may là năm nay mấy đứa không có nghe, không có nói nữa, cũng may mấy đứa. Rồi câu số 3, làm gì đó when abroad, cái này quá khứ rồi, quá đơn giản. It gì đây, it was, it was làm được chưa, that dùng như that cho thầy, đừng dùng như who vậy chưa, that when ở rồi viết lại từ đầu tới cuối được chưa. Đó câu này dễ quá rồi, cho làm nhanh đấy các bạn ha, cái phần này chỉ ôn lại thôi, chỉ còn xác định quá khứ hay là hiện tại được chưa. Rồi câu số 4, các bạn thấy này, chữ should nè, chắc chắn là dùng gì, hiện tại đơn nha, hồi bữa các bạn Vi hỏi thầy rồi đó, vậy chữ should là dùng hiện tại đơn hay quá khứ đơn, thì thầy trả lời dùng hiện tại đơn được chưa. Đó thì cái này là gì, it gì đây, it is ai đây, your teacher, rồi viết lại bỏ chữ do teacher thôi, that you should ask when, rồi viết lại từ đầu tới cuối, quá đơn giản được chưa các bạn, dễ ha. Rồi những bài này nó dễ nói nhanh nha các bạn, rồi những bài tiếp theo đó chính là một mớ luôn đó các bạn. Rồi câu số 1, câu số 1 là dùng thì hiện tại hoàn thành, cho nên cái thầy không hiểu là lớp 10 nó cũng học hiện tại hoàn thành, lớp 11 nó cũng học hiện tại hoàn thành, lớp 12 cũng học hiện tại hoàn thành, là năm nào cũng học luôn có mấy đứa, mà nó giờ mấy đứa lớp 12 cũng chẳng biết dùng hiện tại hoàn thành để dùng để làm gì. Ôi cha. Rồi câu số 1 nè, bố của tôi bắt đầu học tiếng này được 10 năm rồi, đã học cái gì này được 10 năm rồi, thì lúc mà viết lại vui lòng bỏ thầy chỉ started, vui lòng bỏ thầy chỉ started được chưa, dùng hiện tại hoàn thành mà, câu này quá là dễ, thôi thầy làm luôn các bạn ha, được chưa, chứ mà giờ mà không ai biết làm mấy câu này nữa thôi là thôi xót xa lắm luôn á. My father dùng hiện tại hoàn thành has, còn viết story nữa không, trời ơi đừng có nhớ bà Lai mà thêm chữ story nữa thầy là chắc chết luôn á. Rồi lúc mà làm xong rồi đó, ôi chết rồi thầy ơi, em lỡ thì em quăng chữ story vào rồi, ôi xong xong phim luôn, không biết nói gì luôn. Chữ teaching bỏ đi, biến thành cột ba là gì, taught,
Được chưa? Talk Spanish. Rồi cái này là khoảng thời gian cho nên dùng gì? For 10 years. Rồi còn nhớ bà like mà còn là thêm chữ ago nữa là thôi, xong phim luôn. Chết thầy luôn nha mấy đứa, thêm chữ ago nó chắc chết luôn á. Là có chữ ago là câu đó là đó, đứa nào chụp hình? Đứa nào chụp hình mà không chép bài? Đứa nào? Đứa nào không chịu chép bài mà chụp hình? Thầy phát hiện ra hết nha. Bởi vì thầy có quay video lại. Một khi mà quay video này chắc chắc này, thầy coi lại thầy sẽ biết đứa nào chụp hình đó. Bởi vì nó phát ra âm thanh mà, biết đứa nào phát ra âm thanh là đứa nào? Ai? Ai? Em Tại sao chụp vậy Huy? Phải Huy không? giờ em chụp lát nữa em chép chủ đề Không, không em, chép chủ đề là chép sao? Bởi vì đâu có đề đâu. sao thầy kêu gửi cái file qua phụ thuộc. Vừa chép giờ em, chứ giờ em chụp xong em không chép lại đâu. Các bạn có đâu đảm bảo đâu, nãy cái lớp kia thầy cũng chửi một trận rồi. Thầy ghét nhất là ai chụp hình nha. Thầy hồi xưa thầy học đại học quá, thầy kể các bạn rồi, hồi xưa thầy học đại học cứ gọi là cái gì, cứ bài mà giáo viên chép trên bảng hay là trên PowerPoint là các bạn tha hồ các bạn lấy điện thoại ra chụp. Nhưng mà giáo viên nói các bạn phải chép tay hết cho thầy, cho cô ở cho cô. Lúc đó thầy tức lắm. Nhưng mà giờ làm giáo viên thật sự là mới 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 biết một điều là gì, chụp cho đã là không bao giờ coi lại. Kinh gọi là kinh nghiệm thầy quá rồi, 10 lần thì chắc mấy đứa chụp nó mới viết lại, viết lại được một lần. Chép cho thầy đi, nó dễ quá mà, được chưa? Viết tốc độ của thầy luôn, coi lại được chưa? Không có thời gian các bạn không có viết lại đâu. Ngày mai thi là làm sao có thời gian các bạn coi lại mới viết lại được, chắc chắn không? Rồi, they had their first day in a nice coffee shop, được chưa? Cái này là gì? À, cái câu này đề thi nó không ra, nó chỉ ra gì gạch chân này, a nice coffee shop thôi. Được chưa? Cái này là quá khứ các bạn ha, cái này đừng dạy các bạn rồi. It was quá khứ mà, it was in a nice, cái câu này các bạn khỏi viết lại, dễ quá rồi khỏi viết lại. That they had a first day, nhanh gọn. Được chưa các bạn? Câu này dễ quá rồi. Nhưng mà đề thi chắc chắn nó sẽ gạch chân các bạn cho các bạn làm. Được chưa? Đó. Rồi câu số 3. Câu số 3 đó chính là câu số 3 đó chính là thầy nói lại đó chính là cái gì? Tính từ cộng tu cộng động từ nguyên mẫu. Ví dụ. Ví dụ như thầy có ví dụ như là reading. Ví dụ như là kiểu như là từ xíu nha. Having a boyfriend makes her happy. Ví dụ makes her ví dụ như là sẽ makes her ví dụ having a kid đi. Makes her tired. Được chưa? Đó, make her thôi. Make her tired. Make her mệt mỏi, exhausted. Để phải dùng từ nào cho nó phù hợp với các bạn. Make her chán nản. Make her again nha, thử xem. Having a kid make her tired đi. Được chưa? Đó, ok ha, thì câu này viết lại. Các bạn nhớ sử dụng như đây, tính từ cộng tu cộng động từ nguyên mẫu. Nó như thế nào đó để làm một việc gió. Được chưa? Nhưng mà đây chủ ngữ là gì? Cô ấy. She is tired to have a kid. Được chưa? Cái câu là câu bình thường, câu ví dụ đơn giản như các bạn. Được chưa? Nhưng mà câu này thầy cảm thấy vẫn chưa ổn như lắm. Nhưng mà đây chỉ là một cái ví dụ cơ bản thôi. Được chưa? Viết lại thầy chủ ngữ là she mà, cô hơ mà. Thầy xin lỗi, tân ngữ là hơ thì chuyển lại là she. Có một đứa con khiến cô ấy mệt mỏi. Thì cái này là danh động từ các bạn. Danh động từ làm chủ ngữ là chủ ngữ suýt, động từ tiếp s khiến cô ấy mệt mỏi. Cô ấy mệt mỏi khi mà có một đứa con. Được chưa? Vậy câu này tại sao nó là gì? Gặp lại bạn tại buổi tiệc sẽ khiến cho Laura rất là hạnh phúc. Được chưa? Vậy câu này nói lại là gì các bạn? Câu này ai nói lại tiếng Việt giúp thầy nè. Ai nói lại tiếng Việt giúp thầy? Gặp lại bạn tại buổi tiệc sẽ khiến cho Laura rất là hạnh phúc. Vậy câu này nói lại là gì? Lần này rất thành công khi được gặp lại bạn. Nhưng mà cái này phải là gì? Nó có chữ will. À, nó bị cái đấy. Phải là sẽ hạnh phúc chứ không các bạn? Phải sẽ với thầy chứ. Là rồi là sẽ rất hạnh phúc khi gặp lại bạn. Bỏ chữ mát cho thầy. Được chưa? Thì viết lại là gì? Cái câu này các bạn viết cho thầy nha. Laura will. Will gì? Will very happy được không các bạn? Phải will gì các bạn? Phải will gì? Will. Ừ, phải will be với thầy. Phải will be very happy gì rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa?
Happy To see to see you again at the party. Dễ chưa? Quá là dễ. Được chưa bạn? Laura sẽ rất là hạnh phúc cho luôn. Các bạn phải coi đầu tiên những cái bài này. Coi cái thì giúp thầy rất là quan trọng. Coi cái thì. Được chưa? Coi từ từ, làm từ từ thôi mấy đứa. Mấy đứa nghe lời thầy làm từ từ. Được chưa? Đó. Làm xong coi lại. Viết sai chỗ nào? Will be very happy to see you again at the party. Đúng, chính xác. Được chưa? Hiểu được chưa các bạn? Đó, ok ha. Thì cái bài này đề thi nó sẽ không cho sẵn chữ to see, nó sẽ kêu các bạn làm gì đây? Nó viết một dòng tiếng Anh rồi bắt các bạn, đó chính là to at rồi cộng to verb. Đó, nó viết như vậy đó. Buộc các bạn chỉ còn chỉ như vậy thôi. Được chưa? Đó, at cộng to verb. Mà có tính từ thì chắc chắn phải có to be. Được chưa? Mà cái này là có will phải là will be. Được chưa? Đó. Rồi câu số 1 là câu dễ nè. Rồi các bạn viết vào thầy đi. Rồi keep him, keep him. Rồi tiếp tục, câu này là một câu về modal verb nha các bạn. Một câu về modal verb. Bạn bị bệnh, vì vậy bạn không còn phải gặp bác sĩ. Vậy câu này nói là gì đấy? Câu này nói lại là gì? Bạn không còn gặp bác sĩ. Câu này bị khó nha các bạn, câu này khó đó nha. Câu này viết lại thôi. You gì đấy? You are not ill, bạn không có bệnh. Viết lại thôi. So bạn không cần phải, you don't have to, thì viết lại là gì? You gì? You gì thôi? Ừ, viết lại thôi, you don't need to thôi, y chang. Được chưa? Hoặc là gì? Hoặc là you needn't. You needn't như thầy. Rồi. Sau needn't động từ nguyên mẫu, cho nên đề thi mà thấy needn't động từ có to là sai nha. Needn't see a doctor. Được chưa bạn? Đó. Ok nha. Bạn không còn phải gặp bác sĩ. Ổn ha. You needn't see a doctor. Hoặc là you don't need to see a doctor. Được chưa? Sau needn't động từ nguyên mẫu nha. Nhưng mà need to thì chắc chắn là phải gì? Động từ nguyên mẫu. Viết lại khúc đầu thôi, được chưa? Nhưng mà đề thì nó sẽ ra gì? Đề thi nó chắc nó đã ra, nó đã ra rồi, chàng nghĩ nó không ra nữa đâu. It's not necessary các bạn. Bạn không cần phải, you don't have to. Được chưa? It's not necessary á, nó không cần thiết á các bạn. Được chưa? Đó, rồi, câu số 2. It was wrong of you to criticize him in such a rude way. Câu này thầy từng làm các bạn rồi. Bạn không nên. Đúng không nhỉ? Câu này nói lại là gì các bạn? Bạn thiệt là sai khi mà làm cái gì đó là chỉ trích anh ấy trong một cách như vậy. Được chưa? Thì câu này nói là gì? Bạn gì đấy? You gì? You gì? Gì gì mấy đứa? Dễ thôi. You shouldn't gì? Rồi tìm động từ này thôi, you shouldn't gì? Chỉ trích hết hả? Ừ, criticize thôi. Rồi viết lại từ đầu tới cuối. Được chưa? Đó. Nhưng mà câu này nếu mà viết như vậy nó vẫn chưa đúng ấy đó. Nó viết như vậy vẫn chưa đúng. Cái bài này nó đang quá khứ mà. Cho nên câu này nó bị sai á, viết như vậy thì nó bị vẫn bị sai, nhưng mà kệ đi. Bởi vì đúng của nó các bạn phải, bởi vì cái này nó chưa học, phải đúng là phải you shouldn't have rồi động từ như này nè, nó mới đúng nè. Được chưa? Nhưng mà cái này lớp 12 mấy đứa mới học, cho nên là thôi khỏi nói. Như vậy thôi được rồi. You shouldn't criticize. Câu này phải đúng là it is chứ không phải it was các bạn, phải it is. Bởi vì should như thế này là nó không, nó đang dùng hiện tại mà cái này là quá khứ rồi, cho nên câu này bị sai á. Nhưng mà thầy này nghĩ nó không ra đâu. Ừ, nó không ra đâu. Chữ should nó ra khi nào các bạn? Nó ra khi nào? Đó chính là một vài trường hợp, đó chính là gì? Hơi tối thầy gửi về video cho các bạn coi lại cho chắc nha. Xem lại các bạn cho chắc nha. Ví dụ như là tôi nói luôn đi, đó chính là gì? Is advisable. Thôi, coi gửi video cho các bạn cho coi đi. Giờ sửa mấy bài kia cho nhanh cho rồi. Đó, cho bạn coi lại. Rồi, cái câu 3 các bạn thấy quen không? Câu 3 các bạn thấy quen không? That he decided to quit the job surprise all of us decision. Câu này là nằm trong cái đề thi giữa kỳ gì đâu nữa. Mà thì bị tiếc một cái là thầy phát hiện cái đề này nó trễ đó, cho nên là nếu mà phát hiện sớm là thầy cho các bạn cái câu này rồi các bạn làm trúng tủ luôn,
uổng không, quá trời uổng luôn. À, cho nên thôi đã làm rồi, đề thi đã ra rồi thì không ra nữa đâu, bỏ. Được chưa? Rồi, bài số 4, sử dụng to infinity để kết hợp hai câu. Don't drive too fast, it's dangerous. Thì người ta sử dụng tính từ cộng to infinity. Đề thi nó sẽ cho sẵn mấy đứa, người ta nói là tính từ cộng to infinity. Buộc các bạn phải có gì? Chủ ngữ là thường là chữ is trước, thường là chữ is trước. Được chưa? Nếu mà nó không phải là is thì nó sẽ là chủ ngữ về người. Được chưa? Đó, nó sẽ là chủ ngữ về người, nói về cảm xúc của người ta. Còn này nó nói về tính chất. Được chưa? Đó, thì câu này chỉ còn viết lại đơn giản là gì các bạn? Đừng có lái xe quá là nhanh, nó rất là nguy hiểm. Thì câu này nói ngược lại là gì? Nó rất là nguy hiểm khi lái xe nhanh. Vậy câu này sẽ nói lại như thế nào các bạn? Rèn rèn đây nè, nói lại cho thầy coi. It's very dangerous. It's, đúng rồi, it's very dangerous to, nó bị sai nhân tải rồi. To drive too fast, bỏ chữ don các bạn. To drive too fast, cho nên là các bạn phải hiểu về nghĩa nữa. Này chưa, nó quá là nguy hiểm để lái xe. Này chưa, thì thầy nhắc lại một chút xíu, đó chính là cái gì? Is tính từ, có thể có for someone, cho ai đó, cho ai đó nữa các bạn. To infinity, động từ nguyên mẫu, đơn giản chưa? Nếu mà nó cho ai đó thì mình thêm, còn cái đối với trường hợp này nó không cho ai đó thì thôi, được chứ? Đó, hiểu được chưa? Phải, nếu mà đề thi mà cho người á thì các bạn thêm người, được chưa các bạn? Rồi câu số 2 là gì? Anyone can boil eggs and vegetables, it's easy. Bất kỳ ai có thể gọi là luộc trứng và luộc rau, nó dễ. Thì câu này các bạn cứ quăng cái tính từ lên trước. Có người không? Có người. Thì câu này rất là dễ các bạn. Thì câu này viết lại là gì các bạn? It's gì đấy? It's gì? It's easy thôi. It's easy rồi gì nữa? For anyone. Ừ, phải là for anyone. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Can boy egg. Ủa sao can boy đang, nó phải có động từ nguyên mẫu, động từ có to mà, chứ mà tại sao can boy? Thấy không? Phải nhớ bà like không? Phải công nhận nhớ bài like nữa không? Đó, phải cái to infinity mà, tự nhiên can làm gì? Bỏ chữ can nha thầy. To boy x, viết lại thầy các bạn. And vegetables. Đó, được chưa? Ngày mai chắc chắn nó sẽ ra một câu này. Rồi, câu số 3. Câu số 3, bạn có thể, thầy nói rồi, các bạn bỏ chữ khen cho thầy, được chưa? Bạn có thể hoàn thành cái bài tập về nhà các bạn trước giờ ngủ, nó có thể. Vậy câu này cứ quăng cái tính từ lên trước thầy, nó có thể. Có người không? Có. Vậy câu này các bạn nói thử coi coi. It's possible for you. Ừ, quá dễ luôn. Ừ, dễ không bạn? Dễ như ăn cháo luôn á. For you to finish, bỏ chữ khen cho thầy. Viết lại thầy cho nhớ nha các bạn. To finish your homework before, viết tắt nè, bedtime. Đó. Rồi, hiểu được chưa? Trời, tính ra mấy đứa cái này không biểu là không phải là kiểu như là gọi là tự 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 là tự chê trách bản thân mình chứ. Sáng giờ thầy dạy lúc 10 giờ, thầy dạy lúc 9 giờ rưỡi, thầy ăn sáng rồi sau đó thầy vô thầy dạy lúc 10 giờ, rồi thầy sau đó thầy sửa bài cho mấy anh chị lớp 12. Rồi 12 rưỡi thầy dạy lớp 10, lại thầy chỉ có thời gian thầy ăn cơm, thầy chưa rửa mặt, thầy chưa tắm rửa, thầy chưa súc miệng gì luôn mấy đứa, cho người thầy nó rít nhịt luôn. Kinh khủng thật luôn á. Thấy thương tôi chưa? Rồi câu số 4 này quá dễ luôn, họ muốn đến thăm Campuchia vào mùa hè này. Nó thú vị. Cũng quăng lên này. Được chưa? Đó, quăng lên. It's interesting. Interesting.
Được chưa? Lúc mà các bạn làm, các bạn dịch nữa thầy, dịch từng từ thầy nói rồi, làm từ từ. Làm xong rồi dịch coi nó ổn hay chưa? Coi cái từ này nó còn nó bị dư thừa hay không? It's interesting gì đây? It's interesting gì? For them. Rồi gì nữa? To visit. Có one to nữa không? Có one to nữa không? Không. Vậy bộ các bạn one to đi. One to visit. Chấm chấm đi cho nhanh gọn đi. Nó thú vị cho họ để muốn đi thăm là thấy trước quốc cho mấy đứa thấy cái bước mà mình làm xong mình dịch lại nó quan trọng không? Quan trọng. Được chưa? Cho nên chắc chắn bỏ thầy chữ one nữa, bỏ một chữ tu luôn. Được chưa? Đó, là nó thú vị cho họ để đến thăm Campuchia vào mùa hè này. Tớ chỉ xong mời thầy thôi. Viết lại thầy. Rồi, kịp không quý vị? Kịp không, kịp không. Rồi tiếp tục nha. Thầy tiếp tục được chưa? Thầy tiếp tục được chưa? Ừ, viết đi, viết đi. Rồi cái mặt của thầy này giờ nó dơ, sáng giờ chưa rửa mặt này luôn. Ừ, ok, có bạn nào chưa xong không nè? Có chưa xong không? Vậy xong ha, làm tiếp các bạn ha. Rồi những cái bài này tìm từ đồng nghĩa. Giờ các bạn khỏi còn viết lại câu, các bạn khỏi còn viết lại câu, các bạn chỉ còn viết cái từ này đồng nghĩa từ nào là được rồi, rồi về nha các bạn nhớ là được rồi. Rồi đầu tiên, cái interference là cái sự can thiệp đồng nghĩa với chữ intervention. Những cái bài này thầy làm bởi vì thầy biết là các bạn không còn thời gian nữa, cho nên là thầy cho đáp án luôn cho nha. Được chưa? Interference đồng nghĩa với intervention đó chính là gì? Đó chính là cái sự can thiệp, biết chưa? Sự can thiệp. Những cái bài nào mà nó có trong sách thì cho các bạn làm nha, còn không thì thôi. Được chưa? Interference đồng nghĩa với intervention. Rồi, tiếp tục. Annually, ở trong sách mấy đứa có chữ annually không ta? Có không? Hình như có đúng không? Có mấy đứa? Hình như không, thầy cảm thấy không có thôi, bỏ. Rồi. Tiếp tục thầy có against the law, thôi các bạn viết vào thầy nha. Interference là từ này nó là sự can thiệp. Tiếp tục against the law đó chính là chống lại luật, là kiểu như là gì? Bất hợp pháp. Viết vào thầy against the law bằng illegal là bất hợp pháp. Bất hợp pháp. Được chưa? Chỉ còn viết như vậy rồi khỏi còn viết câu 11, 12, 13, 14 giống câu, đừng viết lại. Chỉ còn viết thầy như vậy rồi các bạn học ngày mai có thể ra. Giờ đâu còn thời gian nữa đâu đúng không các bạn? Rồi, kịp ha. Bất hợp pháp. Rồi, tiếp tục chữ charm đó chính là cái vẻ đẹp, đồng nghĩa với chữ beauty, vẻ đẹp. Charm đồng nghĩa với beauty chính là vẻ đẹp. Mà cái từ này khả năng ra cũng 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 không có cao. Từ này khả năng ra không có cao. Rồi các bạn viết thầy chữ integrate đồng nghĩa với combine là gì? Đó chính là mình kết hợp hoặc là mình gọi là mình hòa hợp hoặc là mình hồi nãy cái có bài gì đó bốn đó chính là gì? Đó chính là mình gọi là hòa nhập. Là chưa viết thầy hòa nhập là kết hợp đó các bạn. Viết thầy integrate đồng nghĩa với combine, combine là kết hợp. Viết vào ha, thầy đi uống miếng nước cái. Integrate đồng nghĩa với từ combine kết hợp nè hoặc là mình hòa nhập nè, chứ integrate nãy thầy dạy các bạn rồi, được chưa? Rồi tiếp tục còn từ nào nữa không? Rồi khỏi khỏi luôn. Rồi tiếp tục, cái này là tìm từ trái nghĩa nha, hồi nãy là tìm từ đồng nghĩa, là giờ là tìm từ trái nghĩa. Tìm từ trái nghĩa thầy, tìm từ trái nghĩa.
Giờ tìm từ trái nghĩa nha. Đầu tiên thầy có số 24 nè. Solidarity đó chính là cái sự đoàn kết. Trái nghĩa với sự đoàn kết đó chính là cái sự gọi là chia xa, sự tách rời, separation. Trái nghĩa nha các bạn chỉ còn việc hai cái mũi tên ngược lại nhau thôi. Được chưa? Tính đoàn kết nó sẽ trái nghĩa với cái sự 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 tách rời, sự chia ly. Được chưa? Sự rạn nứt. Được chưa? Viết vào thầy, sự rạn nứt, sự chia ly. Sự tách rời đó, muốn chơi nào cũng được. Rồi, tiếp tục nha. Kịp không các bạn? Có ai chưa biết bài nghĩa không? Bởi vì những cái bài này thôi làm lẹ, để còn thời gian mình làm những bài khác. Bởi vì tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa nó chỉ có một câu à. Rồi, chữ graceful là duyên dáng. Được chưa? Graceful là duyên dáng vậy rồi. Trái nghĩa với duyên dáng là không duyên dáng. Trái nghĩa này inelegant. Trái nghĩa với inelegant là không duyên dáng. Cái này là duyên dáng, cái này là không duyên dáng các bạn ha. Rau kịp không? Ca chưa kịp không? Hay đợi thầy xíu nè. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Rồi. Từ tiếp theo đó chính là cái từ từ nào quan trọng tìm ra. À tiếp tục. Stability. Stability đó chính là cái sự bền vững đúng không bạn? Cái tính bền vững nè, câu 30 nha. Stability cái sự bền vững, cái tính bền vững. Sự bền vững, tính bền vững nó sẽ trái nghĩa với insecurity, nó chính là cái sự không an toàn. Được chưa? Đó, sự không an toàn. Sự không an toàn. Được chưa? Sự không an ninh, không an toàn, không an ninh. Bởi vì ta có security đó chính là cái sự an ninh. Vậy trái nghĩa với sự an ninh đó chính là sự không an ninh. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi kịp không các bạn, kịp không? Rồi còn từ nào nữa không? Rồi còn đó. Những bài này thôi thành làm lẹ các bạn luôn đi ha. Rồi câu số 32 nè. Promoting là mình thúc đẩy. Vậy trái nghĩa với thúc đẩy à, nó sẽ đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa thúc đẩy là mình hồi mình kiểu như là gì? Mình làm cho nó tăng. Đúng không? Đó ok. Thì trái nghĩa với thúc đẩy đó chính là làm giảm. Được chưa? Promote nó sẽ trái nghĩa với làm giảm thôi các bạn. Lessen làm giảm, nhớ mặt chữ là được rồi. Đề thi nó có ra có trúng á thì gọi là mình nhớ là được rồi. Những bởi vì những cái từ này từ khó, giờ còn thời gian nữa đâu cho mấy đứa học. Rồi lesson làm giảm ha. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi ạ. Thôi được rồi. À nhưng mà có cái từ này nữa. Domestic affairs. Thôi khỏi đi. Khỏi. Rồi làm những bài này nha. Những bài tự luận nè. Phần mà kiểu như là khó ăn điểm là những bài tự luận thì thầy sẽ giúp các bạn nè. The policeman told us to fit new locks on the door. Được chưa? Đó là những cái người cảnh sát nói với chúng tôi là fit cái new locks on the door. Được chưa? Đó, ok ha. Thì cái này là nói với tôi làm cái gì đó. Thì cái máy cha nội này đang gợi ý. Mà các bạn nhớ sau suggested động từ nó sẽ như thế nào các bạn? Sau suggested động từ sẽ như thế nào? Sau suggest động từ sẽ thêm in. Thì các bạn chỉ cần là nó gợi ý rồi sau động từ thêm in, nhanh gọn. Trong câu này động từ là gì? Ngoài chữ told ra thì nó biến thành chữ suggest rồi. Thì động từ còn lại chỉ là chữ gì các bạn? Là chữ gì? Fit. Là chữ gì? Các bạn chỉ còn thêm in thôi. Được chưa? Suggest nhưng mà suggest gì đây? Suggest. Ừ, mà câu đó cũng bị khó nữa. Được chứ? Câu này bị khó bởi vì phải gợi ý chúng tôi. Câu này bị khó, thôi bỏ khỏi làm. Câu này sang học kỳ 2 các bạn học. Khó lắm. Rồi, câu tiếp theo. Câu này cũng khó, bỏ đi.
Bởi vì sao looking for to động từ thêm in mà trên trường máy nữ cho dễ chứ không cho khó tới vậy đâu. Ừ, khó lắm. Rồi câu số 3. Mặc dù Su tìm kiếm cái cuốn sách lâu, cô ấy vẫn không thể tìm được. Được chưa? Đó, thì câu này là gì? Các bạn viết thầy câu số 3 nha. Mặc dù Su tìm kiếm cuốn sách lâu nhưng mà cô ấy không tìm được. Thì câu này nói là gì? Su đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm cuốn sách nhưng mà không có kết quả, không có thành công. Được chưa? Thì câu này viết lại là gì? Sau spend động từ nó sẽ thêm in các bạn. Sau spend cộng thời gian thì động động từ thêm in. Được chưa? Thì câu này viết lại là gì? Sue spent a long time looking for. Được chưa? Đó, the book. Rồi, có sẵn chữ without success rồi thì thôi. Vừa viết lại thêm chữ without success. Được chưa? Đó, ok ha, without success. Mà câu này nó hơi bị trớt quốc, mấy đứa không ai nói chuyện vậy hết trơn á. Không biết ai ra mấy câu này nữa. Kệ đi. Rồi, ok nha. Rồi, câu số 4. Kịp không các bạn ha? Kịp không? Kịp không? Câu số 4 là có một cái rủi ro rằng anh ấy sẽ lỡ chuyến bay nếu mà anh ấy đợi. Thì câu này là gì? Sau risk động từ phải như thế nào các bạn? Sau risk động từ phải như thế nào? Sau risk động từ nó. Ừ, thêm in. Vậy nó sẽ nó là nó lưu vậy đấy. Nó lưu sau risk là động từ thêm in, tìm động từ thôi, có chữ miss nè. Được chưa? Anh ấy lưu đấy. Trễ chuyến bay nếu mà anh ấy đợi. Được chưa? Viết lại missing thêm in thôi. The plan if he waits. Được chưa? Đó, ok nha. He risks missing the plan if he waits. Rồi giờ nữa nào vô con tiên vô sao mà vô nổi nữa. Giờ nào con vô nữa chơi mà thôi. Rồi, giờ còn viết kịp gì nữa thôi, tí nữa tiên chắc cũng coi lại cái phần đầu thôi em. Giờ sao mà kịp nổi nữa. Câu 5 là câu khó nữa các bạn, câu 5 là câu khó quá. Câu 5 câu khó mà thầy chưa dạy. Mà thầy dạy các bạn sau regret động từ phải như thế nào? Sau regret động từ phải như thế nào? Ừ, thêm in. Là câu này gì? Anh ấy lấy làm tiếc, anh ấy không nói chào tạm biệt cô ấy tại sân bay. Thì câu này mình nói là gì? Anh ấy tiếc gì mấy bạn? Anh ấy tiếc gì? Anh ấy tiếc là anh ấy không nói chào tạm biệt, mà sau regret là phải gì đây? Động từ thêm in. Nhưng mà cái này không mà, thêm chữ nó thầy. Not saying goodbye. Được chưa? Goodbye to her at the airport. Được chưa? Đó, bởi vì cái này phủ định mà. Anh ấy tiếc không nói chào tạm biệt cô ấy. Câu này có ai chưa hiểu không? Ai chưa hiểu câu này? Câu này ai chưa hiểu? Này câu này nè, anh ấy xin, anh ấy lấy làm tiếc chứ sorry không phải xin lỗi, anh ấy lấy làm tiếc vì anh ấy đã không chào tạm biệt cô ấy tại sân bay. Thì câu này nói là gì? Anh ấy tiếc, anh ấy hối hận không chào tạm biệt cô ấy. Bởi vì các bạn nhớ là gì? Sau regret là động từ thêm in, sau regret động từ thêm in, mà cái này là gì? Anh ấy làm lấy làm tiếc rằng anh ấy không. Còn này là gì? Sau regret là không có chủ ngữ nữa. Sau regret là không có chủ ngữ, là không viết là chữ he. Được chưa? Mà chỉ có sau regret là động từ thêm in. Nếu mà phủ định thì thêm chữ not. Mà cái này rõ ràng phủ định mà. Anh ấy tiếc không nói chào, không chào tạm biệt cô ấy. Được chưa? Bạn nào vừa hỏi đã hiểu chưa? Sau regret động từ thêm in nè, say in nè, là nói nhưng mà là không nói mà thêm chữ not thầy thôi. Không có đi đình gì hết trơn á. Được chưa? Anh ấy tiếc, anh ấy không mà. Anh ấy tiếc không chào tạm biệt cô ấy tại sân bay. Đó, còn ai thắc mắc gì nữa không? Bạn vừa hỏi thầy đã hiểu chưa? Bạn vừa hỏi thầy đã hiểu chưa? Ơi, ok nha. Rồi. Rồi viết lại cho thầy đi, viết lại cho thầy đi.
Rồi, được chưa? Rồi, tiếp tục nha. Vậy thì coi còn bài nào vừa làm nè. Bài này dưới nước 4 các bạn, bài này là dưới nước 4 rồi. Ui, nhiều dữ vậy trời. Thôi làm những cái bài 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 đọc này đi, như bài mấy những bài này, bài tự luận trước đi. Câu số 1 bỏ. Câu số 2 làm nha. It's not a problem for me to change our arrangement. Được chưa? Đó, it's not a problem for me to change our arrangement. Nó không phải là vấn đề cho tôi để thay đổi cái gì đây? Thay đổi cái cuộc hẹn. Được chưa? Thì câu này là gì? Nó không phải là vấn đề cho tôi thì tôi gì các bạn? Tôi không gì? Tôi gì đấy? Chứ mai là chỉ phiền nhẹ tôi gì đấy? Tôi gì? I don't mind. Tôi không phiền. Tôi không phiền làm gì các bạn? I don't mind gì? I don't mind gì? I don't mind. Sao mai động từ tên như thế nào? Thêm yến. Được chưa? Changing our arrangement. Câu này câu khó nha các bạn. Buộc các bạn phải nhớ sao mai động từ phải như thế nào. Được chưa? Đó. Rồi kịp chưa? Rồi viết vào thầy nha các bạn. Rồi. Rồi câu số 3 nè. Họ đến vào tất cả các giờ vào buổi sáng và cô ấy không đồng ý với cái việc đó. Approve of vậy các bạn, rồi không đồng ý. Được chưa? Sau approve of nó phải là danh từ hoặc là động từ thêm in. Dạy cô ấy gì đây? She doesn't approve. Approve. Câu này khó quá, bỏ. Khó, bỏ. Cái nào cần làm thì cho mấy đứa làm, cái này không cần thiết. Lời câu số 4. Câu số 4. Nếu mà bạn làm việc cho công ty này, bạn phải du lịch nhiều. Được chưa? Nếu mà bạn làm việc cho công ty này, bạn phải đi du lịch nhiều. Chứ involve là gì bạn? Đó chính là bao gồm. Được chưa? Nó bao gồm. Được chưa? Nó liên quan đến. Được chưa? Làm việc cho cái công ty này. Để coi nó còn cho mấy làm hay không nha. Làm việc công ty này involves you of travel. Tại sao nó có chữ of travel ở đây? Working for this company involves. Ôi, câu này khó quá, thầy làm cũng được cho nên đề nó không ra khó tới vậy đâu. Bỏ. Chỉ còn nhớ là sau involve động từ nó thêm in. Tại sao lại có chữ of travel này ta? Thầy nhớ là hồi bữa thầy soạn là thầy làm được mà tự nhiên vô quên mất tiêu rồi. Hồi bữa nhớ là soạn làm được mà vô quên mất tiêu rồi. Of travel. Đòi hỏi bạn. Quên rồi. Thôi mà nó khó quá không cho ra đâu. Câu số 5 cũng bỏ luôn đi. You will waste time if you copy your work out again, so don't do it. Rồi, bỏ, không làm mấy cái này. Mấy bài này khó quá. Rồi, các bạn nhớ thêm một số cái, đó chính là gì? Can't stand. Không thể chịu đựng được, sau đó động từ thêm in, nhắc lại thôi. Sau đó động từ thêm in. Đó, được chưa? Đó. Can't stand, sau đó động từ thêm in. Rồi, sau worth động từ cũng thêm in luôn thầy. Động từ thêm in. Đó. Ví dụ như là gì? It's worth reading the book. That book. Được chưa bạn? Đó, sau worth động từ thêm in các bạn ha. Chỉ còn giờ coi lại các bạn coi lại giúp thầy những cái gì khi nào động từ thêm in coi lại giúp thầy đi. Đề thi ngày mai chắc chắn là sẽ ra hai câu. Được chưa? Ít nhất là hai câu các bạn nha. Rồi coi lại giúp thầy nha. Rồi bây còn tìm bài tự luận này không để cho các bạn làm luôn nè. Những bài tự luận mà gọi là hiện tại hoàn thành tiếp diễn các bạn vui lòng coi lại, thầy gửi video các bạn coi lại rồi đó. Cái thứ hai là những cái gì mà cái câu trẻ nãy vừa mới ôn nè, rồi cái gì mà ít tính từ cũng vừa mới ôn luôn nè. Là chưa này ôn gần hết rồi. Được chưa? Giờ ôn lại cái bài này nữa nè.
You are not allowed to wear casual clothes. Giờ mấy giờ rồi? Mấy cái bài này tí nữa thầy gửi video cho các bạn coi đi. À, thầy xin lỗi, gửi bài sử các bạn. Thầy sẽ gửi bài sử cho các bạn. Bây giờ mình sẽ làm mấy cái bài để thầy coi, thôi làm mấy bài thuộc lòng đi, mấy bài thuộc lòng nó khó. Sao mà thầy tôi thay đổi ý kiến hoài vậy trời? Rồi câu số 33 nè. You are not allowed to wear casual clothes to school. Là bạn không được phép mặc đồ thường tới trường. Là bạn không được luôn. Thì chắc chắn là you gì đây, quá dễ. Những bài này quá dễ, thầy làm được các bạn. You mustn't. Là chưa wear. Sau mustn't động từ phải như thế nào? Nguyên mẫu. You mustn't wear. Viết lại từ đầu tới cuối. Là chưa, các bạn viết câu 33 cho thầy nha. You mustn't wear chấm 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 chấm. Rồi, viết câu đề, viết lại cái này cho thầy luôn nha. Câu này quá là dễ. Not allowed to nãy nói rồi. Thầy còn nhiều đề lắm, mấy đứa tí nữa cho thầy, thầy sẽ cho mấy đứa coi. Rồi, kịp ha. Viết lẹ đi mấy đứa, những bài này dễ rồi. Rồi, câu trẻ thì này ôn quá nhiều rồi, quá là dễ rồi, không làm nữa. Rồi câu số 35, Tom và Jerry đã không nói chuyện với nhau được 2 năm rồi. Vậy câu này viết lại là gì các bạn? Lần cuối cùng mà Tom và Jerry nói chuyện với nhau là 2 năm về trước. Được chưa? Những phần này vậy rồi, làm lẹ. The last time Tom and Jerry talked to each other là 2 năm trước, was 2 years ago. Được chưa? Đó. Thì đề thi thầy nghĩ nó ra là ra cái hiện tại hoàn thành đó các bạn. Người ta ra cái câu này thì mình đảo lại là dùng cái này. The last time phải dùng haven't hoặc là hasn't cho thầy. Rồi sau đó coi khoảng thời gian thì dùng for, mốc thời gian thì dùng since, nhanh gọn. Ok nha. Rồi ổn áp chưa? Những cái bài này là hình như là có thầy có soạn hết rồi, đã bán soạn hết rồi, nên chắc là tí gửi lại đi. Thầy nãy thầy sợ là những cái bài này thầy chưa soạn, nhưng thật sự là soạn hết rồi cho mấy bạn rồi. Cho nên tí nữa gửi sau nó thầy soạn, nãy hôm nay ngày hôm nay thầy soạn 3 đề. Nhưng mà tí nữa gửi cho bạn coi thêm. Khả năng trúng rất cao nha. Cho nên coi giúp thầy. Như vì thầy sử những bài dưới lớp 4 nha. Những bài này. Đây. Bài này nha. Những người mà mù thì không thể thấy. Cái này nãy làm rồi đúng không? Rồi bây giờ câu số 1 nè. Những người ở cái khu vực lân cận của chúng tôi, khu vực hàng xóm của chúng tôi đã gì đó. Ủa cái này nói làm rồi mà đúng không? A B C D chọn thầy câu C. Để quyên góp tiền là quyên góp đồ này để cho thầy thôi. Được chưa? Giờ ôn lại thôi các bạn. Được chưa? Rồi, there should be no cái gì đó giữa những trẻ em bị tàn tật và những người mà không tàn tật. Thì chắc chắn là gì? Không được nên có cái gì, chắc chắn đang tìm cái từ là tiêu cực. Thì cái này các bạn chọn gì đây? A B C D, không nên được có cái gì? Cái sự gì? Không nên được có gì? Cái sự gì? A B C D. Không nên được có cái gì giữa những người trẻ em bị tàn tật và những trẻ em không bị tàn tật. Còn như thế, cái bạn loại bỏ thì loại trừ đi, cái từ nó không phù hợp thì loại trừ đi. Chọn thầy có gì? Một bài chọn B. D. Discrimination là gì các bạn? Discrimination là gì? Là sự phân biệt đối xử. Sự phân biệt đối xử, vậy rồi. Là chưa, không nên có sự phân biệt đối xử. Chọn thầy câu D. Discrimination. Không nên có sự khác biệt, sự phân biệt đối xử giữa những người mẹ trẻ em tàn tật. Các bạn nhớ disabled children đang cần tính từ nha. Còn khi nào mình dùng disability, children with disability, nhưng mà trẻ em bị tàn tật là dùng chữ disabled. Thầy nghĩ đề thi ngày mai nó ra chữ disabled và chữ disability đó, các bạn coi cái nào là tính từ thì mình chọn cái disabled, nếu mà sau đó là danh từ. Còn mấy cái chữ with chọn disability, được chưa? Đó, chọn thầy câu D. Con này là sự hòa nhập rồi các bạn. Rồi câu 3 quá là dễ. Càng ngày càng có nhiều người trẻ tham gia vào cái việc đó, chính là giúp đỡ những người gọi là bị thiếu thốn trong quốc gia của họ. Chọn gì các bạn? A B C D quá dễ luôn. Chứ từ nào quen thuộc? A B C D. B. Ừ, B thôi. Involve in là mình tham gia. Được chứ? Hồi nãy là gì? Tham gia hoặc là liên quan đến, tham gia đi. Ok, còn chữ involve sau đó động từ tiếng Anh là gì? Bao gồm. Involve cộng động từ tiếng Anh là bao gồm. Involve có nhiều nghĩa. Involving themselves in. Ok, càng ngày càng có nhiều người trẻ kiểu như là tham gia vào cái việc giúp đỡ những người nghèo khó, những người thiếu thốn trong quốc gia của họ. Rồi tiếp tục câu số 4.
Visually, à, cái này visually về mắt đúng không bạn? Visually với các bạn từ nào quen thuộc chọn luôn thầy, A, B, C, D. À, quá dễ vậy. Nó kiểu như là gì? Những người mà bị những bị mù á các bạn. Visual là về mắt nhưng mà kiểu như là bị tổn thương về mắt. Được chưa? Những người mà bị tổn thương về mắt, những trẻ em bị tổn thương về mắt cần phải được chăm sóc tốt hơn. Được chưa? Visually impaired bị tổn thương về mắt. Bị tổn thương về mắt. Visually impaired. Những bài này đã dạy rồi, làm lẹ nha các bạn. Rồi, câu số 5. People should cái gì đó ở as a community regardless of their different background. Background đó chính là cái tiểu sử, được chưa? Hoặc là cái lai lịch, được chưa bạn? Đó, ví dụ như là gì? Ủa, background mà, ví dụ như là hồi sau này mấy đứa đi làm, mấy đứa nghe cái cầm background rất là nhiều. Ví dụ sếp của tao background hơi bị đỉnh luôn á. Ví dụ như là gì? Đi du học Úc nè, rồi gọi là đã từng làm cho công ty Google nè, đã từng làm cho công ty Microsoft nè, đó background đỉnh chưa? Đó, background đó chính là cái tiểu sử hoặc cái lai lịch. Được chưa? Đó, ok ha, thì câu này con người nên cái gì đó chắc chắn là tích cực rồi, nên cái gì đó như là một cộng đồng dù cho có những cái lai lịch khác nhau. Thì câu này chọn từ tích cực, chọn câu gì các bạn? A, B, C, D. Tích cực nhưng phải phù hợp về nghĩa nha. Chọn thay câu gì? Chọn gì các bạn? Câu này khó. Ừ, câu này khó, bỏ đi. Unite các bạn, chọn thay unite. Đó chính là kiểu như là mình đoàn kết lại như là một cộng đồng. Đoàn kết, unite là đoàn kết. Nhưng mà cái này là nghĩ năng mai nó không ra đâu, không ra đâu. Cho nên khỏi. Campaigns everything to call for worldwide support for the. Rồi, câu này khó, chọn thôi làm luôn đi. Đó chính là đó chính là Liên Hợp Quốc, những cái tổ chức Liên Hợp Quốc. Đây chưa, để tôi coi. Organizes campaign. À, Liên Hợp Quốc tổ chức những cái gọi là chiến dịch hàng năm để kêu gọi cái sự hỗ trợ toàn cầu cho cái gì đó của những người bị khuyết tật. Thì chọn thành cái right đó chính là cái gì? Cái quyền hạn, cái quyền. Được chưa? Đó kiểu như là kêu gọi cái sự hỗ trợ toàn cầu cho cái quyền của những người bị tàn tật, chữ rights. Cái này thì nghĩ cũng không ra đâu, nó ra những cái từ gần gũi thôi mấy bạn. Cái đề thi mà nó có nhiều câu trắc nghiệm thì mới có khả năng ra, còn trường mấy đứa nó ra trắc nghiệm nó ít lắm, cho nên thôi nó không ra cái này đâu. Nhưng mà nhớ thầy. Rồi tiếp tục. It is sad that nó buồn rằng là vẫn có nhiều người vẫn có những cái thái độ tiêu cực đối với những người mà có ở đây bị vấn đề vì gì các bạn? A, B, C, D quá dễ luôn. Cho cho gì? Đối với những người bị gì? Bị gì? Bị tàn tật thôi, cái gì đâu, đúng không? Chọn hai cái gì thôi. Cho gì? Disabled people. Được chưa? Còn cognitive phải là cognitive impair, là bị mất nhận thức. Được chưa? Những cái bạn mà bị đau này nọ kiểu á, phải có chữ impair này. Được chưa? Mới đúng. Phải có chữ impair mới đúng các bạn. Visual cũng phải visually impair luôn. Được chưa? Đó, impair thì mới đúng. Ok, còn là disabled people đơn giản thôi, đối với những người mà bị tàn tật thôi, gì đó. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Câu số 8. Những người mà bị cognitive impairment vừa mới nói nè, nó chính là những người mà bị with là sau đó một cái cụm danh từ các bạn. Được chưa? Đề thi mà ra thì chọn thầy chữ impairment nha các bạn, danh từ nè. With kỳ đó phải một cái danh từ. With cognitive impairment đó chính là những người mà bị tổn thương về đầu óc, về trí não. Được chưa? Những người mà bị tổn thương về đó, về trí não thường vẫn bị gì đó không công bằng. Thường vẫn bị các bạn đối xử là có câu nào? Đối xử A, B, C, D, cái nào đối xử? Một bạn chọn D. Đối xử nha, có. Đối xử. Thầy chọn câu B. Treat là đối xử, những cái từ này trong sách mấy đứa đó. Treat là gì biết bạn thầy? Đó chính là đối xử không công bằng. Động từ là đối xử các bạn ha, đối xử. Mà là bị động. Được chưa? Những người mà bị gọi là tổn thương về trí não là những người bị đau, những người mà kiểu như là không kiểm soát được đó các bạn. Được chưa? Thì họ vẫn bị đối xử không công bằng. Được chưa? Nhớ thầy nha. Đó, cognitive impairment, sự tổn thương về trí não. Còn này disabled people nha. Rồi, câu số 9. She loves to gì đó. To the charity in her mother's name. Câu này bỏ. Câu số 10.
tại sao vẫn có những cái gì đó giữa những người, những trẻ em bị khuyết tật và trẻ em không bị khuyết tật? Cái này dễ quá rồi, chọn hay làm lại thôi, chọn thay câu gì? Câu này chọn gì các bạn? Câu số 10 chọn vẫn là cái câu A là chưa, tại sao vẫn có những cái sự phân biệt đối xử là chưa đó, qua làm lại thôi. Rồi cái này cũng bị lại thêm cái nữa, nó y chang luôn. Chọn thay câu gì? We want to know how to support people with gì? Yep. Ừ, có with disability đó thầy. Được chưa? Tôi muốn biết cách để hỗ trợ những người mà bị khuyết tật. Được chưa? Mấy này làm dễ quá rồi. Rồi cái này. Australians with physical and mental disabilities have donated, have supported. Câu này nó bị sai rồi, bỏ. Câu số 13. Từ nào quen thuộc các bạn? Fairly này, chọn hai câu gì đây? Children from different background should be đấy. Những trẻ em đến từ những cái lai lịch khác nhau nên được cái gì đó công bằng. Fairly là một cách công bằng, chọn gì? Quen thuộc quá rồi, chọn ABCD làm lại thôi, chọn là câu. Chọn là câu gì? Như fairly nè, công bằng hồi nãy nó y chang như câu phía trên thôi, làm lại thôi mà. Chọn là câu gì? Câu 13 nè. Những trẻ em từ nhiều cái lai lịch khác nhau nên được cái gì là một cách công bằng? Các bạn khác thì như thế nào? Các bạn khác thì như thế nào? Ở A, nên được đối xử một cách công bằng thôi. Làm rồi. Được chưa? Rồi câu số 14. Cái máy trợ thính là một cái phát minh vĩ đại cho những người mà mất cái khả năng gì đấy. Được chưa? Bị mất khả năng nghe thôi. Chọn là câu gì? A, B, C, D. Rẹt rẹt. B. Các bạn nhớ chữ A nha. Hearing A cho thầy nha. Nó ra chữ A đó. Được chưa? Đó. People with physical gì các bạn? Những người mà kiểu như là bị khuyết tật về thể chất thì có thể có đóng góp cho xã hội như là những người khác. Chọn thầy A, B, C, D dễ quá rồi, chọn thầy có physical gì? D. Các bạn khác thì như thế nào? Physical. Các bạn khác? D. Ừ, physical impairment, cái sự tổn thương về thể chất, chứ sự thiếu thốn về thể chất, sự khuyết, gọi là sự khiếm khuyết về thể chất. Được chưa? Đó, đây physical về thể chất các bạn, thể chất là về cơ thể đó. Được chưa? Rồi cái này nãy làm rồi, then should be no ủa. Cái này nó bị sai rồi. Chữ barrier là các bạn, chữ barrier là gì? Ai biết chữ barrier là gì? Ai nhớ chữ barrier là gì không? Đó chính là cái rào cản. Được chưa? Cái rào cản. Thì trong cái này tiêu cực cho nên phải chọn cái tiêu cực. There should be no barriers to children with disabilities. Kiểu như là không nên có những rào cản cho những trẻ em mà bị khuyết tật. Được chưa? Rào cản ví dụ như rào cản về gọi là như bị kỳ thị nè. Được chưa? Thì chắc chắn là nếu mà sợ, nếu mà tụi nó bị kỳ thị nhiều quá thì đó là một cái rào cản của tụi nó học không được. Được chưa? Đó. Rồi câu này. Mặc cho gọi là những cái background nó khác nhau, những cái lai lịch khác nhau thì họ vẫn gì đó để hình thành nên một cái cộng đồng mạnh mạnh lớn, gọi là lớn mạnh. Chọn là có gì? A, B, C, D. Đối xử hoặc là đoàn kết. Access là truy cập. Integrated đó chính là mình hòa nhập. Chọn là có gì? Mặc cho những cái sự khác biệt về lai lịch thì họ vẫn gì đấy, vẫn có. B. Ừ, câu B quá đơn giản. Chọn thầy United là mình gì đấy, đó chính là mình đoàn kết với nhau. Được chưa? Rồi, câu số 18. Thay vì nói thì anh ấy gì đây? Thay vì nói anh ấy gì đó, bạn nên nói là anh ấy không có khả năng nói. Thay vì bạn nói là anh ấy bị gì đó thì bạn nên nói rằng anh ấy không có khả năng nói. Thì câu này nó bị gì đây các bạn? Không có khả năng nói là bị gì? Bị gì? Ừ, bị cấm. Được chưa? Bị cấm. Được chưa? Đó, bị cấm thì nó bị nặng quá. Được chưa? Blind là mù nè, deaf là điếc nè các bạn. Được chưa? Những từ này dẻo rồi. Ok, rồi giờ tìm từ đồng nghĩa nữa các bạn, tìm từ đồng nghĩa nữa nè. Làm những bài này rồi mình nghĩ. Rồi, we give food and support. Tìm từ đồng nghĩa nha, support nó sẽ đồng nghĩa với chữ help. Được chưa? Support đồng nghĩa với chữ help là giúp đỡ nè. Đây các bạn, support đồng nghĩa với help, giúp đỡ. Quá dễ rồi. Rồi, câu 1. Fracture. Fracture đó chính là gì? Đó chính là cái sự nứt. Đúng các bạn, nứt gọi là vết nứt đó các bạn. Được chưa? Thì câu này các bạn viết vào. Fracture đồng nghĩa với a crack in bones. Được chưa? Viết vào. Fracture đó chính là a crack, crack là vết nứt các bạn, fracture là vết nứt của xương á. Fracture đồng nghĩa với a crack in bones, đồng nghĩa nha. A crack in bones.
Rồi, tiếp tục câu số 2. They shouldn't be treated, họ không được đối xử, họ không nên được đối xử bất công bằng như vậy. Unfairly là nãy, fairly là một cách công bằng vậy, unfairly là một cách công bằng. Họ không nên được đối xử bất công bằng như vậy. Được chưa? Đó thì câu này các bạn chọn gì đây? Chọn hai câu. Đối xử đồng nghĩa, giữ đối xử là chữ gì? Câu B. Viết vào. Treat đồng nghĩa với behave. Treat đồng nghĩa với behave. Treat đồng nghĩa với behave. Treat đồng nghĩa với behave nha. Rồi, ok ha các bạn. Rồi tiếp tục câu số 3 là họ tổ chức một cái cuộc đấu giá để gọi là gây quỹ cho tổ chức, cho một cái tổ chức từ thiện. Tổ chức từ thiện là một tổ chức gì? Đó chính là cho tiền. Câu này cho nên câu nào dài nhất các bạn chọn để chọn thay câu gì? Câu A. Đó chính là một cái tổ chức mà nó có mục đích, đó chính là cung cấp tiền cho những người mà cần nó. Câu này các bạn có thể nghĩ các bạn làm được. Cho nên khỏi không biết đi. Rồi chơi nó có ra thì chọn thay câu A. Được chưa? Rồi, tiếp tục. People should learn more about children with cognitive impairments. Là con người nên tìm hiểu thêm về cái việc đó chính là trẻ em mà bị gọi là những cái tổn thương về trí não. Được chưa? Thì cái này cognitive đồng nghĩa từ gì? Ai biết? Cognitive đồng nghĩa từ nào? Ừ, các bạn biết vào. Cognitive đồng nghĩa với mental. Thầy đã từng dạy các bạn rồi. Mental là về gì? Về trí não nè. Được chưa? Về tinh thần. Được chưa? Rồi, kịp các bạn ha, làm lẹ ha, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa rồi. Chữ asset là gì các bạn? Asset là gì? Để mình đi vào cái gọi là asset là mình truy cập, mình đi vào một cái nơi nào đó. Được chưa? Mình phải gì đây? Thì con này chọn gì? Một A, B, C, D, mình đi vào một nơi nào đó là chọn gì? Access. Là cái cổng vào này, nó đặc biệt được thiết kế cho những người sử dụng gọi là xe lăn để đi vào cái building, để đi vào cái tòa nhà thì có thể gì đấy, cái con chọn gì đi vào mà có kỹ nha, câu gì các bạn? Ừ, câu A, có thể đến hoặc hoặc là đi vào một cái nơi asset. Được chưa các bạn? Biết vào asset đồng nghĩa với be able to get to or get inside a place. Còn câu B, câu D là gì? Được cho phép vào tòa nhà. Không được, cái này đâu liên quan được cho phép gì đó, đang chủ động mà. Rồi, ráng chút xíu nữa các bạn. Rồi, kịp chưa? Viết bảo thầy đi. Rồi, tiếp tục làm thầy câu số 6. Barrier đó chính là gì? Barrier đó chính là cái gì các bạn? Hồi nãy rồi, rào cản là những cái mà ngăn chặn người ta. Được chưa? Đó, vậy cái nào ngăn chặn các bạn? Viết vào thầy. Barrier đồng nghĩa với anything that prevent people from being together. Đó chính là một cái gì đó mà nó ngăn cản con người khỏi cái việc đến cùng nhau. Được chưa? Viết thầy câu B nè. Được chưa? Các bạn thấy câu nào dài các bạn chọn thầy đi. Ừ, nếu mà câu đó có khó. Rồi, kịp chưa? Kịp chưa? Chọn thầy câu B ha, viết cái mớ này. Rào cản là rào cản là cái thứ gì đó ngăn cản, prevent là ngăn cản mọi người gọi như bên cạnh nhau, được chưa? Đó. Rồi, kịp chưa? Có ai kịp không? Có ai chưa kịp không? Rồi để coi còn bài nào nữa xử lý luôn nè, mấy cái bài này hiện tại hoàn thành quá là dễ rồi, không làm nữa. Chui mà sẽ chuẩn bị quá trời luôn nè. Tìm lỗi sai nữa nè. Thôi chắc hết rồi đó. Để còn những cái bài này thầy sẽ gửi cho các bạn coi. Được chưa? Rồi bây giờ thầy đi tắm rửa, thầy dạy tiếp đây các bạn. Bye bye mấy đứa. Bye bye. Bye Spice.